Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là một cái sản phẩm này đây. Cái mùa đông thì nó sẽ đặc lại như này bác nhé. Đây còn mùa hè thì nó sẽ lỏng hơn, lỏng hơn một chút. Các bác có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không? Mà đây là cái loại cao thảo dược với lại kết hợp với lại cả động vật nữa, dùng để bôi thì nó có rất nhiều tác dụng các bác. Nhưng mà trước hết thì hai tác dụng chính thì trong video này sẽ nói với các bác là một cái tác dụng chính đầu tiên đó là cái tác dụng bôi nứt kẽ hậu môn nhé. Đấy. Tức là mọi vấn đề về cái hậu môn mà nó có vấn đề về cái nứt kẽ này, hoặc là đi ngoài mà nó cứ hay bị đau cái hậu môn đấy nha. Ba nữa là một số bác mà bị trĩ hoặc là bị lòi rom ấy, các bác có thể dùng được cũng được nha. Tuy nhiên rằng trĩ với lòi rom thì nó không nhạy bằng cái nứt kẽ hậu môn nha, hay còn gọi là nứt hậu môn nha. Còn một số bác mà bị gọi là cái chứng giò hậu môn nha, giò hậu môn hoặc là trĩ nội trĩ ngoại, các bác dùng bôi đều được nha. Còn công dụng mạnh nhất của cái loại này, nó có tác dụng là dùng để bôi nứt kẽ hậu môn hoặc là khi đi ngoài mà đau nha, hậu môn thì các bác dùng cái loại này. Đấy. Một số người táo bón nha, một số người bị táo bón mà đi ngoài khó khăn thì cũng có thể dùng cái loại này để bôi vào hậu môn cũng rất là tốt. Vậy thì trong video này ngắn này thôi thì xin giới thiệu tới các bác là cái đây chính là cái cao thảo dược kết hợp với lại cái cao động vật nhé. Về mùa đông hiện nay đang trời mùa, tôi đang quay video này là ngoài Hà Nội thì mùa đông thì nó sẽ đặc lại như thế này, còn mùa hè thì nó sẽ nóng thì nó sẽ lỏng ra một chút, lỏng hơn nhé. Tuy nhiên là khi dùng thì các bác có thể dùng ngón tay, ngón tay hoặc là các bác có thể dùng cái bông tăm ấy tẩm vào các bác bôi. Tôi thường bôi cho các cái trẻ nhỏ nhà tôi ấy, hoặc là mọi người mà bị bệnh ấy, thì ta dùng ngón tay này nhé, ta có thể đeo găng vào nhé, hoặc là dùng ngón tay trực tiếp được, ta lấy một ít chút xíu thôi, sau đó là các bác bôi sâu vào cái hậu môn, bôi vào cái phần nứt kẽ hậu môn, có thể bôi sâu vào trong. Thường ấy thì khi bôi vào hậu môn thì ta có thể đưa ngón tay sâu vào từ 1 đốt đến 1,5 đốt này, đưa càng sâu thì cái thuốc nó vào trong cái hậu môn càng tốt nha. Đấy, thì xin nhắc lại với các bác là cái thuốc này nó có tác dụng đặc trị là nứt kẽ hậu môn, hay còn gọi là nứt hậu môn nhé. Đấy, rồi những người mà bị nứt đầu ti dùng cũng được, nứt nẻ môi dùng cũng được, nứt gót chân dùng cũng được nhé. Đặc biệt là những người bị trĩ dùng cũng được, rồi những người bị giò hậu môn dùng cũng được, và những người mà bị thì một số cái bệnh về táo bón nhé, mà đi ngoài nó cái đau cái phần hậu môn ấy, bôi dùng rất tốt nhé. Cái cao thảo dược này nó gồm có thảo dược và cái chiết xuất từ cao của động vật nữa kết hợp lại nhé. Cao này do trực tiếp bên thảo mộc HHT nấu và giữ bản quyền nhé. Đấy, cao này là cao nhà làm. Thì các bác mua thì liên hệ với số điện thoại là 0932340345 hoặc 0964421551. Đây là cái bản cao độc quyền và chỉ bán ở trên cái kênh của thảo mộc HT chúng tôi bán thôi. Cao này thì sau này mà các bác mà dùng thấy tốt thì chúng tôi sẽ chuyển cho các bác làm cộng tác viên hoặc là mọi người bán cái cao này nhé. Thì đây là cao thảo dược kết hợp với cao động vật. Về mùa đông thì nó đông lại như này, nhưng về mùa hè thì nó là một cái dạng nước lỏng lỏng sệt sệt nhé. Đấy. Thì dùng các bác dùng ngón tay này, các bác chấm và bôi vào cái vị trí nứt kẽ hậu môn, rồi đau hậu môn, rồi không đi ngoài được, rồi trĩ, rồi các vị trí như là nứt đầu ti, nứt gót chân, nứt nẻ môi, da dẻ với nứt nẻ đều dùng bôi được nha. Nó có rất nhiều tác dụng. Và các bác khi mà các bác dùng ấy thì thấy có những tác dụng gì hơn nữa thì các bác có thể phản hồi lại nhé. Còn cao này là hoàn toàn từ thảo dược động vật cho nên nó rất là an toàn và do chính thảo mộc HHT nấu. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0932 340 345.
hoặc là 0964 421 551 nhé. Hai cái số điện thoại là 0932 340 345 và số điện thoại là 0964 421 551 đều có kết nối Zalo nhé. Các bác có thể kết nối Zalo và nhắn tin, chúng tôi sẽ gửi qua hình ảnh và sẽ tư vấn các cái cách dùng, cách sử dụng. Rồi, xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.